Vậy, xin chào các bạn, hôm nay chúng mình học bài nhá. Xin chào Action. Action. Xin chào các bạn, hôm nay học để anh và cái học toán nhá, hôm nay chúng mình học toán hình nhá. Bài. Nào, bây giờ con cầm bút lên. Nào, con nối cho mẹ xem nào, tìm cho mẹ hình tròn đâu, hai hình tròn giống nhau đâu. Con ngồi dịch vào con biết. Hai hình tròn nhá. Con nối hình tròn với hình tròn cho mẹ nào. Đúng rồi, hai hình tròn giống nhau. Hình tròn đó. Đâu, hai hình giống nhau đâu. Tròn. Đây. Đâu nữa. Rồi, bây giờ chúng mình nối vào với nhau. Rồi, đúng rồi, bạn 4 giỏi, 10 điểm. Rồi chúng mình nối hình tam giác. Tam giác ở chỗ này. Đúng rồi. Sao đứng này á? Đúng rồi. Không tam giác đâu, tam giác ấy. Ơi ơi, được rồi, nói cho mẹ hình vuông. Vâng, hai hình vuông giống nhau đâu. Nào, đúng rồi. Nào, nói hình chữ nhật cho mẹ nào. Đúng rồi, giỏi quá, bạn muốn 10 điểm. Thưởng cho bạn muốn cái gì bây giờ? Thử sữa hả? Đâu sữa đâu, rơi cho mẹ xem nào. Đây. Sữa đây là sữa gì hả con? Sữa chu chu IQ có hình sữa chu cô la. À, sữa sữa IQ có vị sô cô la. Có cái này giống nhau ấy. Thế á? Thế kìa. À, giống nhau. Thì con quay lại bảo. Quay lên mặt cho mẹ bảo. Quay lên mẹ hỏi này. Là cái bún đọc thơ cho mẹ bài trăng sáng hay sao nào? Sân nhà ấy. Sân nhà. Ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Sân nhà. Chán quá, nhựa cho trắng ngồi, trang tròn như cái kia, lơi lệnh mà không rơi, xuyên thơ là trang khuyết, trong đồng con nghe chơi, em đi xa xe bước, ai nghe là bác qua cái chữ này. Em đi theo chân, em đi theo trăng bước, à, đúng không? À, em đi theo, chứ, à cái gì? Chứ cái gì? Nhưng muốn cùng đi chơi, đúng không? Có cuối được không mà. Cùng đi chơi. Đúng rồi. Thế bây giờ mẹ hỏi con nhá, con chó là gì? Con chó là to. Thế con mèo là gì? Cat. À, con xem nào, mẹ xem nào, con chó, con mèo, con lợn là gì? Gì? Pig. Cái con chó, con mèo, con lợn, con gà là gì? Chicken. Con vịt là gì? Hả? Con vịt ấy. Duck. Con vịt được kêu như thế nào? Thế, giờ con đếm từ 1 đến 10 vậy xem nào. 1 6, 6 đến bên kia. 6 7 8 9 10. Đúng rồi, mình đến tiếng Anh như nào nhỉ? 1 2 3 4 5 6. Xong gì nữa? 8. Không phải, 7. 7. Gì nữa? Nè, 6, 7. 7. Xé vừng à? Xé vừng. Eight. Eight. Gì nữa? Nine. Nine. Ten. Gì nữa nhỉ? 11 là gì? Ten. Eleven. Đúng rồi. Thế con giới thiệu xem nào. Con tên là gì nhỉ? Con là 3 tuổi. 3 tuổi. Là cô Tuyết. Cô Tuyết đi dạy ở trường ở đâu? Lương Sơn. Thế à? Thế nhà ông bà ngoại có ở đâu nhỉ? Hử? Quá bẩn con. Ông bà ngoại nhà đâu? Hòa Bình. Hôm qua bố đánh bạn nào nhỉ? Đánh bạn chim à? Thế hôm nay là phải đánh bạn bố. Leo 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 bẩn thế. Hôm qua đánh